Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Mao Sơn Chéo Quỷ Nhân. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Chương 3524, Quỷ Vương bắt đầu hành động, phần 6. Diệp Thiếu Dương lúc trước cùng Tào Vũ Tình hợp tác, có tiếp xúc qua Chu Trà Thử, bình thường đều là tổ trưởng lãnh đạo lớn nhất. Vậy mà đối với vụ án lần này, một cục trưởng như ông ta lại chỉ có thể là phó tổ trưởng phụ trách. Điều này nói rõ tình tiết vụ án này quan trọng và khó khăn tới mức nào. Cục trưởng Chu bảo một viên cảnh sát rót trà cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương từ chối. Ta không uống, trực tiếp đi hiện trường xem một chút đi. Vậy vất vả Diệp tiên sinh rồi, xin mời Tạ cảnh quan mang mọi người đi qua. Có gì cần hỗ trợ cứ nói cho chúng ta biết, chúng ta ở bên này tiếp tục thảo luận. Dựa theo lệ cũ, Chu cục trưởng tìm ba nhân viên cảnh sát cùng một chỗ đi theo phá án, bị Tạ Vũ Tình từ chối. Có người ngoài ở đó, bọn họ nói chuyện không tiện lắm, chỉ cho Tề Thịnh đi theo ghi chép là được. Tề Thịnh hôm qua đưa bọn họ về xong, lập tức liền về đơn vị ở chỗ này chờ lệnh. Tạ Vũ Tình dẫn bọn hắn rời khỏi sơn thôn, đi đến đập chứa nước dưới núi. Xa xa có thể nhìn thấy một con sông. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy âm khí nồng đậm đập vào mặt, không khỏi giật mình. Ngắm nghía một hồi khoảng cách đến con sông kia, chỉ ít còn cách khoảng 2 cây số nữa. Thế mà âm khí có thể lan tràn đến khoảng cách xa như vậy. Trừ phi có thực lực tà vật rất cường đại quấy phá, nhưng điều này không có khả năng. Cho nên cái này hẳn không phải là tà vật nào đó quấy phá, có lẽ là một loại hiện tượng nào đó đưa đến đây chăng. Bọn họ một đường tiến về đập chứa nước. Trên đường đi, Tạ Vũ Tình giảng giải. Cái đập chứa nước này là khe núi tụ hợp mà thành, cũng không phải rất lớn, chỉ lớn khoảng vài mẫu, dẫn nước vào 2-3 thôn xóm gần đó. Bình thường chính là dùng để đổ vào đồng ruộng. Thôn xóm bởi vì khoảng cách hơi xa nơi này, cho nên đều không uống nước ở đây. Vì vậy lần này người ở đây xảy ra chuyện không nhiều, chỉ có không đến 10 người. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà uống nước ở nơi này mới trúng độc. Có 3 người giờ đây đang ở trong bệnh viện, bị cảnh sát khống chế. Mấy người khác đều đã phát bệnh 10 phần nghiêm trọng, sau đó nhảy vào bên trong đập chứa nước này, trở thành bộ dáng giống như thủy thi. Đi đến bên hồ, loại mùi tanh hôi kia càng lúc càng phát ra nồng đậm. Tạ Vũ Tình lấy ra khẩu trang muốn đeo lên, phía trên còn phun vào nước hoa, đưa cho Diệp Thiếu Dương một cái. Diệp Thiếu Dương không muốn. Đập chứa nước là ở giữa núi, bị núi đá bao vây lại. Tạ Vũ Tình dẫn bọn hắn đi thẳng tới giữa sườn núi, hướng mặt nhìn xuống. Tình huống đập chứa nước liếc qua thấy ngay. Cái đập chứa nước này nhìn thấy ước chừng to bằng một sân bóng đá. Thế nhưng lúc này mới 1 giờ trưa, thời điểm ánh nắng gắt gao nhất, vậy mà đập chứa nước này nhìn qua lại tối đen, bên trong màu đen còn có một chút màu xanh biếc. Trên mặt nước nổi lơ lửng rất nhiều thứ, nhìn kỹ lại là một số tiểu động vật, mèo, chồn con, thậm chí còn có từng cái đầu lợn rừng vô cùng lớn. Trong đó còn có một số bóng trắng, hết thảy có 6-7 cái. Diệp Thiếu Dương thấy rõ là người, tất cả đều một nửa tiêm ẩn trong nước, nhìn qua giống như đang bơi lội. Nhưng tất cả đều không nhúc nhích. Những sinh vật kia còn lại cũng vậy, đều không nhúc nhích. Toàn bộ thủy vực nhìn qua âm u đầy tử khí. Chúng ta lựa chọn đến nơi này đầu tiên, có phải là có nguyên nhân gì đặc biệt hay không? Nơi này là nơi đầu tiên xảy ra chuyện. Các người nhìn thượng du của đập chứa nước xem, nơi này không thấy rõ, phải đi tới đối diện. Đi thôi, chúng ta đi vòng qua, đến đó các người liền biết. Đi theo Tạ Vũ Tình, thuận đường núi vây quanh đập chứa nước, tại một đầu khe núi bên cạnh, gặp 2 người cảnh sát đang bảo vệ tại chỗ này. Bên trong có một người cầm cái loa lớn, ngồi trên một thân cây, nhìn chằm chằm vào phía dưới đập chứa nước. Nơi này tầm mắt tốt nhất, cho nên phái bọn hắn ở chỗ này bảo vệ. Mặc dù vùng này bị phong tỏa rồi, nhưng cũng phải có người quan sát, miễn cho có người xông tới. Những vật trong nước này tính công kích rất mạnh, bị bắt được chính là sẽ chết. Vậy 2 người bọn họ có dám ở nơi này sao?
Tào Vũ Tình không có trả lời, đi đến bên người hai cảnh sát kia, cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Hai người nhìn Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm về phía dưới đập chứa nước. Lúc đi đến trước mặt bọn hắn, Diệp Thiếu Dương thấy được bên cạnh hai người đang có ba nén hương được cắm tại trong lư, không ngừng bốc khói ra bên ngoài. Là hương khói thiên mục tàng, ở giữa còn tăng thêm các loại dược vật trừ ma. Diệp Thiếu Dương vừa ngửi liền biết, chết không được bọn hắn dám đứng ở chỗ này. Ba nén hương này có thể giúp bọn hắn trừ ma. Đây là do một pháp sư làm, là cố vấn mà cha thự thường xuyên hợp tác cùng, pháp lực cũng không tệ. Khắc chế tà vật bình thường là không thành vấn đề, ta cho người thêm một cái, miễn cho gặp phải tà vật quá lợi hại. Nói xong, hắn lấy ra một tờ bạch linh phù, ở phía trên vẽ lên mấy bút, hướng hai người đi đến, dán lên trên một cây đại thụ sau lưng bọn họ, nói với bọn họ: vạn nhất lọt vào công kích, các người thoái lui đến phạm vi bên trong 5 mét của linh phù là được. Đã tạ, chúng ta có lư hương này đủ rồi. Chí Mây Thiền Sư còn cho chúng ta một chút pháp khí, như vậy đủ rồi. Một viên cảnh sát hướng hắn bày ra trên tay Châu Xuyên. Quả quả bất mãn nói: Thiên Sư cái gì, những pháp khí này cộng lại cũng không lợi hại bằng một tấm phù của lão đại ta. Các ngươi đây là không biết xem hàng rồi. Diệp Thiếu Dương bảo hắn không cần nói nhiều, để cho Tạ Vũ Tình ở phía trước dẫn đường, hướng đập chứa nước phía dưới núi đi đến. Tại một đầu khe núi từ bên trên đường nhỏ đi ngang qua, không cần Tạ Vũ Tình giới thiệu, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn thấy dòng suối ở đây mười phần thanh tịnh. Vung lên nếm thử, không có bất cứ dị thường nào. Đây chính là thứ ta muốn để cho các người nhìn. Đây là ngọn nguồn của đập chứa nước. Ngươi nhìn nơi này gần đập chứa nước phía dưới như vậy, thế nhưng nơi đây hoàn toàn lại bình thường. Diệp Thiếu Dương suy tư một lát, đột nhiên nhớ tới cái gì, tìm Tạ Vũ Tình xem tấm bản đồ trước đó, bắt đầu cẩn thận xem xét. Phía trên hết thảy có 5 khu vực vẽ vòng đỏ đánh dấu. Nơi này là một chỗ nằm ở phía đông. Hơn nữa nhìn địa hình mấy chỗ này giống như là thủy hệ tương thông, hắn không yên lòng, lại cùng Tạ Vũ Tình chứng thực, đã được câu trả lời xác định. Cho nên nơi này chính là khởi nguyên vấn đề. Địa phương khác bị ô nhiễm đều là bắt đầu từ nơi này. Đúng vậy, trước đó ta đã nói cho ngươi rồi, ngươi không chú ý lắng nghe. Mặt nước ô nhiễm, ban sơ ngọn nguồn là ở chỗ này, sau đó một đường hướng phía đông lan tràn đi qua, cho nên trước tiên ta mang các ngươi tới nơi này. Diệp Thiếu Dương không hề nói gì, trước tiên đi xuống dưới. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng một viên cảnh sát dùng loa lớn nói: các người chú ý an toàn, những đồ vật trong nước kia sẽ chủ động công kích đả thương người, nhất là những cái kia. Ây, xem như nhân loại đi. Nếu như các người muốn điều tra, có thể xin phái thêm một số người qua đây. Không cần, Thảo Vũ Tình hứa với Chen khoái khoát tay. Bên cạnh đập chứa nước có một thảm cỏ, địa thế tương đối cao. Đoàn người Diệp Thiếu Dương đi lên, hướng xuống quan sát đập chứa nước. Âm khí mạnh như vậy, thật sự lợi hại. Chỗ nào? Ta làm sao không nhìn thấy? Diệp Thiếu Dương xuất ra một bình nước thất tinh thảo, phun lên trên mắt của nàng hai lần. À, ta mù, ngươi phun cái gì cho ta vậy? Tạ Vũ Tình kêu to lên. Diệp Thiếu Dương không kiên nhẫn nói ra: không phải mù, là đầu đầu cũng có âm khí, quá đen, nàng thích ứng bên dưới liền tốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.